nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho một bạn ở trong xe nhà ở dưới hầm đi lên, các bạn thấy không? Đó, bữa quên quay lúc này, hiện tại giờ xe đang đậu dưới hầm, không? Rồi để bạn khởi động rồi bạn chạy lên. Ha, ha, cửa hầm. Rồi lên em. Các bạn đang chạy lên ha. Chứ thầy ngồi thì chạy lên bạn ấy lên dễ rồi, để cho bạn ấy tự lên cho quen. Nha, bạn ấy tự lên, đúng rồi, cứ thẳng lên luôn. Cái vô sao ra vậy, đúng rồi, tốt rồi, ok rồi. Mình đi hướng nào hướng kia thì mình đi qua từ từ qua. Rồi bây giờ đấy, có đóng cửa lại không hay ai đóng cửa, có ai đóng cửa nhà không? Không, em đánh hết lái qua đây, đậu ở đây đi, ra lại đánh hết lái qua luôn rồi ra lại, đúng rồi, cứ bình tĩnh, hết lái rồi trước đi em. Đó, vậy mấy bạn mới quen được ha. Nhớ coi cái ghế đá bên trái nha. Đúng rồi, coi cặp ghế đá bên trái ha. Ok, tốt, chuẩn. Đúng rồi, tốt, cứ mạnh dạn lên. Chừng nào xe xong xong mà lui lại phía sau, lui về hướng nhà mình. Nữa. Rồi em lui lại đi, trả lại thẳng lui lại. Đó, cái vậy thôi. Mai mốt cứ làm như vậy. Đúng rồi, cho nó sát vô. Tốt không, chứ thầy lên ngồi hoài riết mấy bạn cứ ý gì, phải có thầy riêng lái ra nữa, đánh lái nhiều ra, đúng rồi, nhiều nữa, đúng, tốt rồi, thẳng chưa, trả lại thẳng lại rồi, đúng rồi đó, rồi vô mình đóng cửa xong mình ra mình đi vậy thôi, hiểu chưa, chứ đâu để nhờ mấy cái nhờ hoài xuống đóng luôn. Nhớ cái đó, bạn đạp đánh chân lại nha. Đó, mình đang hướng dẫn cho bạn ấy để bạn ấy tự xử luôn, vô đóng cửa chứ không phải nhà, cái mình đi ra là cái nhà đó. Ok ha, ngon lành cành đào, nếu cứ thẳng đường cái đi ra thôi. Cái này mình đang tập cho bạn ấy tự ra xong về là tự vô, bây giờ đang hướng dẫn cho bạn ấy đi đi trong thành phố đại lộ Quán Kẹp qua quận 2 kẹp Sài Gòn thì dạo thành phố đó, trong nửa buổi thì chừng nào cứng nữa quất đi gần giờ, chạy đi gần giờ chở người nhà đi vậy thôi. Đó, xe nhà nha, không có thắng phụ nha. Đó, mình đang hướng dẫn cho bạn ấy là khi bạn ấy ra bạn ấy vô thì bạn phải tự đóng cửa, nhưng mà nói nữa đồ trên xe phải cẩn thận nữa, chút mình sẽ chỉ sao cho bạn đó, dù mình vô lo đóng cửa cái xe để đó không nguy hiểm, nói chung là mình phải kỹ. Ai biết được, dù người đồng bào nói dù cấp chậm nguy hiểm lắm, còn lên xe giọt luôn. Cái này chúc mình chỉ cho bạn ấy sao nha. Cái hầm thì nó vậy thôi các bạn ha, còn ghe thì tùy theo. Ví dụ vô nhà đi, vô nhà có thể bạn ấy là đi hướng này đến ha, hướng này thì các bạn ấy phải đậu ngược chiều đúng không, thì các bạn đánh lái lên rồi các bạn ghe vô, còn nếu đi hướng kia thì bạn tập sát ở đây đó, vậy thôi đúng không. Rồi đóng cửa lại chưa? Ừ. Rồi lên xe. Thôi, bây giờ là chuẩn bị đi chiến đấu thôi. Đó, xe có thắng phụ đâu, kiếm cái thắng phụ hoài không có nè. Thấy không, cứ tự tin lên, cái gì đâu. Thấy các bạn thấy không? Đó, phải tự một mình lên chứ thầy mà ngồi hoài sao mà chạy nổi. Ve vô nhà chút về, ve vô nhà nó thầy xuống rồi tự ve, có gì đâu. Thấy không? Ờ, à, cái gì đâu mệt. Vậy tụi em mới cứng được chứ nó đẩy mà cái thầy về leo lên xe thầy kêu hoài đâu được. Nói nôm na nè, khi bác trai á ve xuống. Khi thẳng á thì em nói dù em nhìn cái xe thẳng lên cái đường á, em chủ yếu quan sát em thấy đứng ngoài đây em thấy xe nó thẳng rồi. Thì em lên xe em cứ để nguyên tay lái đó, em chạy thẳng lên. Tại em nhìn ở đây nè, cái kiến cái hậu với vách tường nó không có dính.
thì khác. Còn nếu mà em nhìn thấy ồ sao cái đầu xe nó chỉ vô trong thì em lấy ra ngoài chút xíu vậy thôi. Thấy không? Kinh nghiệm để tụi em mới. Còn sau này tụi em cứng rồi tụi em khác à. Muốn lên sao, muốn chạy sao là biết rồi, cảm giác được cái xe cái lỗ tai nữa. Cái kiến dơ mình rửa đi ha. Cái kiến nó bụi không nè. Kéo này vô. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, xịt nước. Kéo nữa cho xịt nước nhiều. Đúng rồi, rửa kiến. Đúng rồi. Ừ. Thấy chưa? Sạch sẽ chứ bụi không này ha. Dạ. Rồi. Ok, chuẩn bị lái thôi. Bật xi nhan ra. Xi nhan ra ngoài. Mình đi. Đúng rồi, xin ra ngoài. Ngó kiến rồi có xe không? Hồi nãy là có chuyển qua chữ số tài đúng không? Có không? Đúng rồi, hồi nãy có chuyển. Đây đây, ngon chưa? Quẹt trái luôn cho thầy. Số tài là bên hông, bên phải. Đúng rồi, đúng rồi. Phải lên dốc, phải chuyển qua số tài ha. Qua này chút xíu nè. Đúng, mình đi hướng này. Quẹt trái. Cái buồn cái chuyện thắng gà gà nhẹ thôi, không có nhắc. Nhắc ối hết, thầy mới ăn sáng xong á. Em cứ đánh lên bình thường đi, đúng rồi, ngó bên phải vậy thôi, cứ bình tĩnh. Ừ, thấy chưa, cứ đừng có nhấp, mấy bạn sợ các bạn nhấp hoài ha, nhấp hoài thầy cũng nhà mới ăn sáng nữa, thấy không, ối hết. Chạy sao mà mai mốt mình ta còn dám lên chạy mà nó thôi bà đi một mình đi, ông chồng kêu thôi bà đi một mình đi. Con nó thôi mẹ đi một mình đi. Đúng rồi, gà thắng là mỗi xíu. Đúng vậy, còn đông cũng tào lạo mới lao không chơi cắt đầu. Ok. Tốt. Nghiêng qua trái chút. Đúng rồi. Ồ. Cứ nghiêng qua đi em, nghiêng qua trái. Ở đây là vật cố định mình phải né đó. Hay không? Xe cũng canh được nó ta. Xe em bự hơn bữa, xe bự, xe Vios, đó từ từ em ngó nè, thấy không? Từ cái em canh bên phải dần dần mới quen được. Chứ em canh được hết, tụi em canh được hết, tụi em lái tốt hết rồi ông thầy ông thất nghiệp sao? Quay phải. Đúng không? Mình yếu mình mới đi học chứ, cứng rồi đi học chi? Cứng hết, ai cũng cứng hết, ông thầy cũng thất nghiệp hết. Đúng rồi. Con đem theo bằng đúng không? Ừ. Nhớ chả lái hơi bị xấu nha. À, lỡ rồi cài đó, miễn sao mình vô được thôi. Từ từ quen rồi sửa lại sao. Tại vì khi tụi em mới ôm xe nhà hơi bị tâm lý chút xíu ha, đánh theo gọi là cảm tính á. Rồi đi xuống với ngã tư tuốt trên kia, cái mình về trái đi xuống dưới gầm cầu á, rồi xong mình ra đại lộ Võ Kiệt ha. Dạ nhường rồi, đi người ta nhường mình là mình đi, người ta nhu thì mình cương, người ta cương thì mình nhu ha, nhớ chưa, đừng có hai người cương đi bác sĩ cường á. Đây em đi thẳng á thì em sẽ gặp tình huống là xe gắn máy hay cắt đầu quẹo nè, em hiểu không? Thì lúc này mình phải hơi nghiến gọi là mình nghiêng cái mắt ra, mình liếc qua liếc lại ha, giống như liếc chồng con vậy đó, ha. Liếc qua coi có ai quẹo cụp đầu không. Rồi đi tiếp. Đó thấy không, thấy rõ ràng không, đó rồi đi thẳng luôn đó, tiếp tục. Có nhiều người là người ta vẫn còn bị thay vì người ta quẹo xe đua xe an toàn, người ta cụp cái đầu. Rồi ngã tư đó quẹo trái phải không, tới chưa? Như chưa tới mà. Chưa tới, ngã tư tuốt chiếc kia mới tới. Giờ đến đó em về phải. Dưới cầu. Chiều cao thì ok, xe mình không có cao mấy. Đi sát qua bên này. Không?
tiếng bấm lưng, lùi bấm bụng. Thì bấm lưng là phía bên đây nè. Nói chung là muốn quay trái thì mở rộng qua phải vậy thôi, cho dễ hiểu, phải không? Nó không? Chừng nào lùi mới bám vô cái cua. Tốt. Nhường cho mấy anh xàm đà hôm qua, đừng có sát vô em, đừng có sát vô dướng lại, rồi đi cái đi bình thường ha. Rồi chạy lại bớt chút xíu rồi đi. Rồi nến nhiều quá cái xe mình nó dài ha, xe mình nó bảy chỗ mà hơi dài chút xíu thì bánh sau nó dướng. Rồi ra đó thì nhập làng ha. Đầu tiên thì đây là cầu vượt, em bật xi nhanh trái ra. Đúng rồi, cái đi xéo xéo và hướng ra ngoài kia luôn cho thầy nha. Ra hướng tới ngoài kia luôn. Đúng rồi, thì em cứ bật xi nhanh trái, em cho cái đầu xe thẳng á. Mẹ quá là em có cho đầu xe thẳng vô cái hướng mình ra à, cái đại xéo rồi nè. Em hiểu chưa, người ta sẽ né được à, rồi đi tiếp. Đó, cái, ha, cái hướng nó ra đó. Đúng rồi, cứ khép qua thì xe máy nó mới né, nghe qua nữa cho xe máy nó không dám qua. Rồi ngó kiến hậu của bên kia có xe không, không có thì đi tiếp. Rồi đạp ra, rồi ngó trước, mình mượn cái làng này vô trước ha, rồi xong từ từ mới ra làng kia. Đó, chứ không phải là ra liền, nếu mà trống thì mình ra liền. Rồi em đạp ra đi đi. Rồi trống, ngó trước không ngó sau nữa. Không không có ra vậy sai rồi, đạp ra đi, đạp ra. Tắt xe nhanh giùm thầy. Em phải đi ra lại lại chứ ai mà đâu ẹo quá giống như xe máy đâu được, đúng không? Đi phải đi di chuyển lại ra, nhập làng phải đi lại lại xéo ra chứ ai ẹo quá lại kỳ lắm á. Rồi đập ra lên, mạnh dạn chân ra lên chút cho quen cái chân, không có nhét ha. Chói nắng quá thì kéo này xuống nha. À, vàng cho nắng quá thì kéo mấy này xuống để che. Xe nó hư giữa đường. Người ta thấy lấy cái thùng rác hay thùng mút ta để ha, các bạn nhớ ý. Nếu mà đẩy đưa vô được, xe đó đẩy không được. Tại giờ đang nằm lần chừng ngay giữa dốc cầu mà chết máy. À, thì đẩy cũng không xong. Có thể là nếu mà trường hợp đó có thể thả chớn cho nó tấp vô sát bên đây à, còn đậu giữa đường nó nguy hiểm, bất khả kháng quá. Đậu giữa đường thì mình để cái những cái cảnh báo ra phía sau xa xa để cho xe sao biết và bấm khẩn cấp nha các bạn ha. Nếu mà thấy trống thì cho nó tuột xuống thì cho nó tập sát lại đây thì nó an toàn ha, tại giữa làn được giữa đường á nguy hiểm. Đó, phần 1 là dạo vòng vòng khu dân cư ha, xe nhà. Phần 2 giờ đi ra ngoài đây. Phần 3 chắc là đi Vũng Tàu hay là đi Cần Giờ hay gì đó ha. Ve thì có nhà có sẵn rồi đó, ve tha hồ xuống. Về ve vô vài lần nữa sẽ ổn thôi. Ồ, ngon, đường quá đẹp luôn, tha hồ đi. À, đại lộ vốn kia thì lưu ý, chú ý mấy cái đèn. Ừ, ba mấy. Đúng rồi, chỗ nào quẹo trái mới ra bên cái lên ngoài bìa bên kia ha. Còn mình đi thẳng là đúng lên của mình. Vậy thôi à, nhớ quan sát coi có xem ra nào bứt phá không. Này là cái chéo đỏ vàng này là cấm dừng ở đó ha. Cấm dừng ở đó, đúng rồi. Cho dù đèn hay gì đó mình phải cấm dừng, dù vô lọt vô khu vực đó là mình đi luôn ha. Khu vực cấm dừng á. Em thích thì đi, di chuyển làn đường, tập cho nó quen. Ừ, chân ga vẫn phải đạp, chứ đừng mỗi lần mà xi nham mà em qua đường hay em di chuyển làn đường đi, em giảm tốc độ là sai cái điều chân ga cho thầy. À, chừng nào tấp xe vô lề hoặc là di chuyển ở trên mà đèn đỏ hay gì đó mình mới chậm. Còn này mình đang lưu thông lưu loát mà. Đúng
đúng rồi. Ở đây trường hợp này là này là bốn làn đường, thì ở đây có trường hợp là mũi tên đi thẳng và mũi tên về trái, thì ở đây có, nó có sẽ có tín hiệu là cái mũi tên màu xanh với mũi tên màu đỏ, nó nôm na là mũi tên màu xanh là bạn được phép đi thẳng, còn mũi tên màu đỏ bạn quẹo thì bạn phải dừng lại đó bạn đợi vậy thôi. Các bạn hiểu không? Đó, nhớ giùm mình nha. Nó cũng dễ lắm, không gì đâu khó. Có nhiều bạn hay mới hay bạn bị lúng túng, còn anh em nào cũ anh em đã biết rồi khác, thấy không? Rồi thấy đích đỏ là mình phải giảm, phải không? Từ xa chứ đừng có đu sát quá đến đó thắng. Thắng là gọi là thắng nhồi, nhồi cái người sao người ta khó chịu đó. Mình gà từ từ đến nó đúng rồi, chính xác. Một chút xíu á, xuống dưới hầm á, Thủ Thiêm á, thì nó có cái gọi là mở đèn, đúng rồi, vị trí đó dặn lên ha. Nhớ mở đèn chiếu gần, đừng mở đèn chiếu xa nha. Dặn hết luôn, đúng rồi, chính xác. Ừ. Rồi thấy cái đèn cái là mở liền đúng không thầy? Đúng rồi, cái nào nó có kêu bảng. Có bảng á. Ừ. Này đồng ha. Này của Tần, ở đây chắc người ta đi về à, Cần Giờ. Rồi đi thẳng lên. Ở trên kia nó có biển báo ha, mở đèn ha. Và đặc biệt nó các bạn lưu ý nè, thì trong hầm này đó ha, thì tốc độ tối đa là 60, tốc độ tối thiểu là 30. Các bạn thấy không, màu xanh nó 30 nè, thấy không, nhìn nè. Giờ em mở đèn dặn hết rồi, ok, cứ chậm chậm tại vì xuống mình đang đổ dốc mà ha, ha. Đó, đang đổ dốc và được không được không lấn làn nha. Đó, còn xe gắn máy là được 40. Xuống đây thì các bạn nhớ tuyệt đối không được lấn làn ha. Ok, thấy cái ánh đèn hôm nay của mình đã chói là biết xe mở đèn rồi. Rồi ở đây nó sẽ có cái gọi là máy bắn tốc độ ha, các bạn lưu ý nè. À, rồi ở đây máy bắn tốc độ ở trên này các bạn thấy không? À, thấy không? Đó, hai cái nha, hai bên nha. Các bạn mà đi quá tốc độ là bị lụm thôi. Thấy không? Xong này cái lên trên kia thêm cái máy bắn tốc độ nữa, hai mà hai bên làn luôn. Các bạn lấn làn nó cũng bị lụm ha. Không mở đèn cũng bị lụm vậy thôi. Rồi em đặt ga lên, lên dốc mà. Đúng rồi. Đi vài lần là các bạn tự tin, các bạn ôm xe rồi xong lúc đó là cứng rồi, là thầy hết giá trị lợi dụng rồi. Chắc chắn là bỏ thầy rồi. Vậy thôi. Nam nữ gì cũng vậy đó, BD cũng vậy luôn. Ở đây vẫn còn hai ba cái bắn nữa hả, nào. Bây giờ rõ ràng không? Các bạn lùi nha. Khi lấy cứng rồi, gian ngon lành hết là hết bài, chỉ hết bài rồi, cứng rồi, lúc này thầy hết giá trị lợi dụng rồi. Nghỉ chơi thầy ra luôn. Không thèm chơi thầy nữa. Nói gì tôi cứng rồi thầy ơi, đàng hoàng thầy ra đường tôi ép thầy luôn á. Vẫn có mấy bạn cái mời thầy uống cà phê, sáng thầy đang đâu vậy, rồi đánh xe ra tấp xe vô lề ngon lành rồi uống cà phê xong ôm xe về, thấy không? Đó. Vẫn có mấy bạn là mình đã chạy kèm cứng rồi, mua xe rồi, vẫn cái thầy đang đâu em mời thầy cà phê, đó, ok thầy rảnh thì thầy sẽ uống cà phê với các bạn. Qua luôn đây mới tắt đèn, đúng giờ qua luôn, qua luôn khúc này mới tắt đèn. Rồi em cứ đi thẳng lên luôn. Rồi tắt đèn đi. Đúng. Chậm thôi, từ từ thôi. Đó nó có hai làn đường. Tại nó vô cái đường làn kia để quay đầu với quay trái, thấy không? Bữa nào cái vụ đèn này nó bị hư nè. Nó đổ hoài luôn. Coi chừng mũi tên. Rồi, em đi hơi lấn rồi, thấy không? Rồi đi. Đúng không? Lấn cái làn đường rồi, thấy không? Đúng rồi, cái đó mà giao thông nó có thể rồi nó chích camera nó phạt em đè lên cái vạch đó, thấy không? Cẩn thận mấy cái đó. Rồi thôi, mình sẽ xin kết thúc video clip đây. Đây là phần 2 đã kèm đi đường trường ha, còn phần 1 là mới ôm xe nhà thì đi trong khu dân cư, và phần 2 là đi ngoài đây, còn chút xíu nữa phần 3 nữa. Các bạn hóng phần 3 là vô thành phố. À, dạo quanh thành phố nha. Rồi bye bye mọi người. Nhớ like và subscribe kênh, bật chuông thông báo để đón phần xem những phần video clip tiếp theo nha. Em quẹo trái.
rồi giảm tốc độ lại, đổ ngoài ra ngoài lên đó luôn, đổ theo xe đỏ cho thầy nha, theo cái đó. Rồi bạn nào vô thì mình phải vô trong đây để quẹo nha các bạn ha. Rồi thôi, cảm ơn mọi người, mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những phần video clip mới, không bị bỏ lỡ. Rồi em đi theo xe đỏ cho thầy. Đó. Rồi ngõ bên này có xe không? Tiếp tục đi. Rồi thôi tạm biệt mọi người nha. Đợi mọi người nhớ đón thêm phần 3 nha.